Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay mùng 5 tháng 7, tâm điểm sẽ là vòng tứ kết Euro 2024, cũng như tứ kết Copa America 2024. Theo đó, người hâm mộ bóng đá thế giới mùa hè này được chứng kiến hai giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ở hai châu lục. Cụ thể, cùng thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024 tại Đức, thì tại Mỹ cũng diễn ra vòng chung kết bóng đá châu Mỹ Copa America 2024. Sau gần một tháng diễn ra các trận đấu ở vòng bảng và vòng 1-8, cả hai giải đấu đang bước vào những vòng đấu gay cấn hấp dẫn. Được biết theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Euro hôm nay mùng 5 tháng 7 sẽ diễn ra hai trận đấu thuộc vòng tứ kết cực hấp dẫn, có thể được coi là chung kết sớm của giải. Đó là màn so tài giữa đội tuyển Tây Ban Nha và chủ nhà Đức diễn ra lúc 23 giờ ngày mùng 5 tháng 7 giờ Việt Nam, sau đó khoảng 4 tiếng đồng hồ là màn so tài giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bồ Đào Nha vào lúc 2 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 7 giờ Việt Nam. Tuy nhiên trước khi đến với những trận đấu của vòng tứ kết Euro 2024 vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 7 giờ Việt Nam, sẽ diễn ra màn so tài giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Ecuador trong khuôn khổ tứ kết Copa America. Với người hâm mộ Việt Nam những trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đá châu Âu Euro 2024 sẽ thu hút sự quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, với việc nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam là fan của Messi thì mỗi khi đội tuyển Argentina ra sân thi đấu, luôn nhận được sự quan tâm theo dõi đặc biệt. Ở màn so tài với Ecuador với tư cách là nhà đương kim vô địch Argentina sẽ đối đầu với Ecuador trong trận tứ kết Copa America 2024 tại Houston. Argentina đã thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng ở vòng bảng, trong khi Ecuador xếp nhì bảng sau trận hòa với Mexico. Lịch sử đối đầu cho thấy Argentina có ưu thế rõ rệt, họ chưa từng thua Ecuador tại Copa America và chỉ để thua 5 trong tổng số 40 lần chạm trán trên mọi đấu trường. Thêm vào đó, Ecuador chưa thể đánh bại Argentina kể từ năm 2015. Với những yếu tố này, Argentina được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Lautaro Martinez có nhiều khả năng sẽ ghi bàn trong trận Argentina gặp Ecuador tại Copa America. Tiền đạo 26 tuổi này đang có phong độ rất cao khi lập công trong cả 3 trận vòng bảng với tổng cộng 9 cú sút trúng đích. Trong khi đó, ở trận đấu mở màn vòng tứ kết Euro 2024 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Đức có thể được xem là một tập phim bom tấn của kỳ Euro này bởi hai đội đá hay nhất từ đầu giải phải loại nhau để giành tấm vé vào bán kết và đội chủ nhà lẫn đối thủ đều không được kỳ vọng quá nhiều trước giải nhưng thể hiện vượt dự đoán của nhiều người. Mặc dù Đức chơi khá tương bừng, ngay giới chuyên môn ở trong nước vẫn phải thừa nhận họ không thực sự yên tâm trước sức mạnh của Tây Ban Nha. La Roja gặp phải cái dấp không thắng được đội chủ nhà ở các kỳ World Cup và Euro, kéo dài từ tận 90 năm trước, nhưng đây là thời cơ lớn nhất để họ phá dấp đó. Tây Ban Nha là đội tuyển duy nhất toàn thắng 3 trận vòng bảng. Bước vào vòng 16 đội, La Roja tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đại thắng Georgia với tỷ số 4-1. Tây Ban Nha sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 76% và tung ra tổng cộng 35 pha dứt điểm, 13 cú đá trúng đích. Trong số 9 bàn thắng Tây Ban Nha đã ghi được từ đầu giải, họ có đến 7 cầu thủ khác nhau lập công. Điều này cho thấy huấn luyện viên Luis de Fuente sở hữu hàng công vô cùng đa dạng. Về phần chủ nhà Đức, họ hoàn toàn bất bại tại chiến dịch Euro cho đến lúc này. Diện Man sáp vượt qua Scotland, Hungary và Hòa Thụy Sĩ ở vòng bảng. Mới nhất, thầy trò Julian Nagelsmann không gặp quá nhiều khó khăn để hạ gục Đan Mạch với tỷ số 2-0 tại vòng 1-8. Đội tuyển Đức đang là đội bóng ghi nhiều bàn nhất ở Euro năm nay với 10 pha lập công. Ngôi sao đáng chú ý nhất của họ là Jama Musiala cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 3 bàn. Ngoài ra, Niklas Fulkrak, Kai Havertz hay Florian Oet đều thi đấu ấn tượng không kém. Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Đức hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Ở cuộc so tài diễn ra dạng sáng ngày 6 tháng 7 giữa đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha, theo thống kê tính đến trước trận tứ kết với Bồ Đào Nha, Pháp vẫn chưa có bàn thắng nào đến từ tình huống bóng mở, mặc dù họ không thiếu cầu thủ tấn công chất lượng. Những Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Ousmane Dembele, Randal, Kolo Muani đều gây áp lực lớn lên hàng thủ đối phương, nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Ở phía dưới, họ có những cầu thủ thu hồi bóng tốt, nhưng lại thiếu nguồn sáng tạo và mẫu cầu thủ có thể đưa ra đường truyền quyết định hoặc tỏa sáng kịp thời như Paul Pogba. Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha không đến nỗi bế tắc như Pháp, nhưng họ quá tập trung vào Cristiano Ronaldo. CR7 vẫn di chuyển tốt, vẫn chuyển bóng hay, nhưng những pha xử lý cuối cùng của anh không hiệu quả như trước. Bên cạnh đó, những đối thủ dường như cũng nắm rõ cách chơi đơn giản của Bồ Đào Nha nên họ khắc chế được nhiều pha tấn công của đội tuyển này. Rõ ràng, Bồ Đào Nha cần thay đổi khi đối thủ của họ ở tứ kết là Pháp, đội tuyển còn được đánh giá cao hơn chính họ những vệ tinh của Ronaldo như Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Rafael Leao cần được cung cấp nhiều không gian hơn để chơi bóng. Với việc cả Bồ Đào Nha và Pháp đều gặp vấn đề lớn ở khâu tấn công và cả hai đều có thủ môn xuất sắc, khán giả khó mà mong đợi một trận cầu nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, phong độ chỉ ra Ronaldo và các đồng đội đang tấn công hiệu quả hơn, một chiến thắng tối thiểu cho Bồ Đào Nha là hoàn toàn có khả năng xảy ra.